Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế. Các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại cần có định hướng dài hạn, gắn kết các hoạt động xúc tiến với hoạt động đầu tư, công tác đào tạo cần tập trung mang tính chuyên sâu để hỗ trợ được tốt nhất cho doanh nghiệp. Và để đạt được hiệu quả tốt, các địa phương cần có những quy hoạch sản phẩm với chất lượng ổn định để không chỉ đảm bảo cho thị trường nội địa mà còn giữ vững được thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, vấn đề thu hút vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững là yêu cầu đặt ra cho các địa phương. Thu hút đầu tư trong phát triển công nghiệp để sản xuất hàng xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng và đóng góp đáng kể đến sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của cả nước. Trong cái quá trình hội nhập thì đương nhiên là cái việc thu hút đầu tư các doanh nghiệp thì những cái việc đấy là cái việc mà quan trọng nhất của quá trình hội nhập. Nó sẽ tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể được hỗ trợ. Tôi cho rằng là cái việc là tạo ra một cái môi trường đất đai về đường giao thông rồi là về xử lý nước thải, cung cấp cho người ta nguồn điện, nguồn nước, tất cả những việc đấy thì quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là cái vấn đề nhân lực. Trong khuôn khổ của Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 26 Việt Nam Expo 2016, chủ đề tăng cường kết nối khu vực và quốc tế không chỉ thuần túy là các hoạt động thương mại mà hội chợ còn hướng tới mục tiêu giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư cho doanh nghiệp địa phương trong nước. Tại hội chợ, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức khu gian hàng xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Invest in Việt Nam nhằm giới thiệu một số địa phương khu công nghiệp tiêu biểu cho định hướng xúc tiến đầu tư chuyên sâu, tập trung phát triển ngành công nghiệp. Với một cái hội chợ lớn như thế này thì các địa phương có thể tiếp xúc được với các cơ quan xúc tiến đầu tư của các nước trên thế giới và đồng thời là sẽ tiếp xúc trực tiếp được với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài tới làm việc tại hội chợ. Tại hội chợ, 4 địa phương gồm Ninh Thuận, Yên Bái, Kiên Giang, Hưng Yên đã giới thiệu các thế mạnh của địa phương cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với tỉnh Hưng Yên, một tỉnh sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp dệt may, để đón được làn sóng đầu tư vào dệt may, khu công nghiệp dệt may Phố Nối B dự kiến bổ sung thêm một trung tâm xử lý nước thải đạt chuẩn tại giai đoạn 2 để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu xả thải của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt nhuộm. Thì nên với chúng tôi thì có một số cái lợi thế. Cái thứ nhất đó là hạ tầng đồng bộ, bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải, các hệ thống đảm bảo an toàn về môi trường cũng như an ninh. Thế thì ngoài ra thì cái kết nối giao thông ở Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là ở khu vực chỗ Hưng Yên cũng rất là tốt, đặc biệt là có cái đường 5B kết nối với cả Hải Phòng thì giúp cho cái việc giao thương trở nên rất là hiệu quả đối với các nhà đầu tư. Trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay đang tác động lớn đến khả năng huy động vốn của các nhà đầu tư, từ đó khả năng thu hút đầu tư vào Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Và chính vì vậy, Yên Bái đã chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác và chế biến nông lâm thủy sản, du lịch. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Hiện nay thì đối với tỉnh Yên Bái thì cũng đã thường xuyên là mời gọi cái công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư từ các nước. Công tác xúc tiến đầu tư chúng tôi bằng cái hành động rất thiết thực là từ các cấp chính quyền lãnh đạo, và khi đã mời gọi được thì lập tức là cũng giao cho các sở ban ngành, tất cả các đơn vị phải tập trung có những cái giải pháp cụ thể để thực hiện ngay được cái việc là cái cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. Kiên Giang là tỉnh có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng với những điều kiện thuận lợi mới đang được hình thành với việc đầu tư các tuyến đường giao thông, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, xà xía, phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao Phú Quốc đã kết nối Kiên Giang với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tạo thành mối liên kết vùng rất quan trọng trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển sản xuất công nghiệp nói riêng. Hiện tại, tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch 6 khu công nghiệp, đang mời gọi các nhà doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và nước ngoài. Là trước cái tình khó khăn trong cái kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, về công nghiệp cũng như là thủy sản, về nông nghiệp, thì từ cái khó khăn đó tỉnh An Bộ cũng đã có tập trung chỉ đạo cho các cái ngành, các cấp và các địa phương
phải ra sức kêu gọi đầu tư, nỗ lực với cái khả năng sẵn có để phát huy hết cái tiềm năng của mình, rồi để tạo cái tiền đề cho các cái khu công nghiệp phát triển ban đầu. Từ đó mình sẽ có điều kiện để thu hút các cái nhà đầu tư. Có thể nói việc xây dựng khu gian hàng Invest in Việt Nam là hoạt động xúc tiến đầu tư thiết thực cho các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam, gắn liền với định hướng mục tiêu phát triển kinh tế của mỗi vùng, miền và địa phương.